Xin chào các bạn. Ở bài này, Thăng Lê tiếp tục hướng dẫn các bạn tìm hiểu về các cái tham số kích thước và mình biết cách mình kiểm soát chúng ở trong cái phần parametric trong AutoCAD. Đây là một trong những cái phần rất là hay. Thì ở bài trước, bài 1, mình đã hướng dẫn các bạn tìm hiểu các cái liên kết hình học trong cái parametric ở đây rồi. Các bạn nào chưa xem, các bạn xem cái video đó. Mình để cái link ngay bên dưới một mô tả của video này luôn. Rồi, mời các bạn theo dõi. Video này mình hướng dẫn các bạn tìm hiểu về cái dimensional nè và cái parameter manager ở đây nè, mình kiểm soát các cái tham số này như thế nào, gán các cái tham số kích thước và kiểm soát nó như thế nào nha. Đây là phần quan trọng tiếp theo. Rồi, đầu tiên các bạn vẽ cái hình này ra theo thằng lên luôn nha. Đây mình vẽ lại cho các bạn luôn nè. Nhầm lên like, các bạn nhớ lên like, mình lấy kích thước. Đây mình đang lấy đại cái hình có kích thước để mình làm ví dụ thôi. Ngang này mình lấy 5.000. Rồi, chiều này lấy 10.000. Rồi, chiều này lấy 10.000. Rồi, quanh xuống 7.000. Rồi, quanh vào 5.000. Quay về điểm xuất phát. Đây là mình đang vẽ lên line các cái đoạn rời rạc với nhau thôi, được chưa các bạn? Đây, các cái đoạn rời rạc với nhau thôi. Đó. Thì bây giờ nếu mà một chỉ có một đoạn thẳng nằm rời rạc như thế này, bây giờ bạn gán các cái tham số dimensional, tức là phần kích thước. Mình nói trước cái phần mình nhắc vào đây, bạn thấy có line này là tuyến tính, này là theo phương nằm ngang, phương thẳng đứng. Rồi giờ mình lấy tuyến tính mình xài luôn, bạn chọn hai đầu, nó chọn cái point á, chọn cái point bạn rê ra giống như ghi cái thước đó. Xong nó hiện ra cái giá trị ở đây, bạn click ra ngoài bạn bỏ đi, thì khi đó cái tham số này bạn thay đổi cái là nó sẽ kéo cái line này, nó track cái line đi theo luôn. Thì mình thử nè, thì khi đó mình quản lý nó ở trong đây, bạn nhấn vào trong cái parameter manager nè. Rồi bạn nhấn vào chỗ này, expression là cái biểu thức bao nhiêu là cái giá trị, rồi chỗ này là cái tên của nó ha, bạn có thể sửa lại cái tên ở đây, bạn gấp đôi vào nè, nó đang là 442.9. Rồi giả sử mình chạm mình chỉnh lại cho nó thành 600 nè, bạn có thấy không, đây nè, nó chỉnh luôn cái line, nó kéo theo luôn nè. Đó, cái dimensional là như vậy đó. Rồi bây giờ mình nó nằm trong cái hệ thì sao, khi mà nó ở trong cái hệ thì khi cái hệ này nè, các bạn phải tạo các cái liên kết hình học ở đây. Thì ở cái video trước mình chỉ rất là kỹ, thì ở video này là mình chỉ nói một cái liên kết là cho hai điểm nó trùng nhau thôi nè ha. Ví dụ giờ bây giờ trước tiên mình chưa có gán cái liên kết gì hết, nếu các bạn lấy tham số bạn gán trực tiếp vào đây luôn, bạn chưa có cho nó liên kết. Rồi, gắn vào đây rồi thì khi đó nó chỉnh nó thuận đơn thôi, nó không có kéo cả một cái hệ đi, không có kéo cả cái hệ đi, cho nên các bạn phải bắt buộc phải liên kết, phải tạo các cái liên kết trước theo theo cái ứng dụng cụ thể. Thì ở những cái video sau mình sẽ tạo những cái bài, những cái ứng dụng cụ thể, các bạn sẽ dễ hình dung hơn. Ở đây mình giải thích, cố gắng giải thích cho các bạn hiểu cái nhóm này ha. Đó, thì khi đó các bạn cứ vào trong cái parameter nè, ví dụ bạn có thay đổi giá trị này đó, thì bạn để ý nè, nó sẽ kéo cái này đi nè, mình có đang 5.000 10.000 đúng không, mình chỉnh lên 12.000 đó, thì nó kéo cái đối tượng đơn này đi thôi, chứ nó không có kéo cả cái hệ, tại vì nó đâu có liên kết cả hệ đâu. Cho nên mình bắt đầu mình để delete cái thì mình bạn cứ chọn nó bằng xóa thôi, bằng cái xóa bình thường thì nó mất. Rồi bạn tạo liên kết ở đây, mình lấy ví dụ liên kết này thôi nha, là coincident này, bạn lấy cái này, cái chỗ này cái là liên kết được rồi, mình thấy có nút xanh xanh này ha. Tương tự enter là bài lệnh liên kết rồi, mình đang tạo liên kết cho nó kết dính các cái điểm đầu cuối là với nhau, điểm đầu cuối này nữa nè. Ok, coincident á. Đây, đây cái này nè, rê cho bạn thấy có cái chấm đỏ đỏ, rê có chấm đỏ đỏ là hả lít, rê qua đây có cái chấm đỏ đỏ là lít, thì lúc đó nó liên kết hai cái đó, hai cái endpoint lại với nhau, rê có chấm đỏ đỏ, rê có chấm đỏ đỏ. Ok rồi, vậy là cả cái hệ nó được liên kết với nhau rồi. Bình thường nếu các bạn làm thủ công á, nếu mình làm thủ công á, là mình kéo là mình chọn này, giả sử bên cạnh mình kéo, các bạn thấy nó kéo hai cạnh này đi luôn không? Tuy nhiên bây giờ mình không làm thủ công kiểu đó, mà mình thông qua một cái tham số các cái dimensional ở đây, và trong cái lắp động lúc đó mình chỉnh rất là thoải mái luôn. Trong phần lắp động mình áp dụng cái này vào cực kỳ hay. Rồi bây giờ mình gán tham số cho nó, mình lấy tuyến tính mình gán cho nè, chọn hai đầu đây ra, rồi bạn click ra ngoài cái là được ha. Tiếp tục mình gán tiếp một cái tham số nữa, nếu bạn tiếp tục gán tham số nữa bạn ra đây tiếp tục nè, rồi ra ra nè, được chưa nào. Thì khi đó bạn nhìn ở trong cái cửa sổ parameter manager, bạn thấy nó có những cái tham số nè, có hai tham số rồi nè, D1, D2, dimensional 1 đến dimension 2. Nhấp vào đây,
mình có thể thay đổi giá trị, giả sử 10.000 bây giờ thay đổi còn 4.000, enter. Đó, bạn thấy nó kéo luôn cả cái hệ đi theo luôn không? Rồi giả sử mình tăng nó lên 15.000 đi, đây nó kéo cả cái hệ đi luôn này. Nó kéo cả hệ đi luôn, được chưa nào? Này mình chỉnh lại nè, 10.000 làm sửa 15.000 nè, đó bạn thấy nó kéo cả cái hệ đi ra không? Còn là 7.000, bây giờ mình chỉnh nó thành 8.000, nhấp vô 8.000. Nó đẩy ra nè, 8.000. Rồi bây giờ mình thử mình tạo liên kết song song. Rồi, liên kết song song thì mình cho cạnh này và cạnh này song song, có liên kết song song với nhau. Rồi giờ mình nói phần góc, các bạn nhìn chỗ này, còn cái này là để thay, để dùng cho cái cạnh mà nó xéo lệch align á, nó không có theo phương thẳng góc xy, nằm ngang mà có thể dùng cái này, vertical có thể dùng cái này nha. Rồi còn cái này góc nè, nó có phần góc, tạo cái tham số ràng buộc góc nhất thứ hai đây ra nè, đó tạo bằng nhấn ra ngoài luôn. Thì mặc định cái chỗ này nè, hiện tại hai cái line này nó đã liên kết với nhau, và cái góc này bây giờ bạn thay đổi cái tham số này, hai cái line thay đổi theo. Nhưng mà khi các bạn thay đổi đây á, cái cạnh này nó thay đổi nè, thì khi đó nó kéo cái cạnh đi theo, tại vì mình đã liên kết trong cái hệ rồi. Này 90 nè, các bạn quan sát mình thay đổi còn lại 60, ví dụ 60 nha, các bạn có thấy nó thay đổi góc này 60 không? Và do mình đã thiết lập cái này và cái này song song, cho nên cái này nó kéo, nó chỉ đi vô thôi, mà nó không có thay đổi cạnh này, cạnh này nó không có quạt quà, nó không có đưa vào, đưa lên hoặc đưa xuống, do mình đã thiết lập song song. Cho nên các bạn chú ý các cái liên kết hình học nó là như vậy đó. Mình thay đổi góc này thì nó chỉ kéo thôi. Giờ giả sử mình tăng lên cái góc này, tăng lên 80 thì nó trượt ra thôi các bạn, nó trượt ra thì nó kéo theo cạnh này luôn, tại vì cái cạnh này nó liên kết với cạnh này, do có cái liên kết này nó kéo theo, thấy chưa? Nó chưa ở trong cái hệ thì nó kéo theo. Đó là cái phần tham số góc nha. Rồi mình đồ lại chút xíu. Rồi tới tham số khác. Tham số này là tham số radius, tức là bán kính của hình tròn. Còn này là đường kính. Rồi giả sử mình có một cái vòng tròn ở đây, mình copy hai vòng tròn này ra, rồi mình copy thêm ba cái vòng tròn đi. Giả sử trên cái hình này mình có ba cái lỗ tròn. Đầu tiên các bạn tạo liên kết equal này, equal để cho nó bằng nhau, nhấn vào vòng tròn thứ nhất, equal lần vòng tròn thứ hai, tiếp theo dùm liên kết cái này với cái này, nó một lần làm được hai vòng thôi. Nhập lại cái equal này thứ nhất thứ hai thì nó sẽ equal với nhau. Khi bạn thay đổi một vòng, tất cả này thay đổi theo. Nhưng mà nếu mình làm thủ công, mình nắm mình kéo, nó bằng thấy nó equal ra theo, nó equal theo, nó bằng nhau, đó, đúng không? Rồi bây giờ mình gán cái tham số cho nó, tham số cụ thể là tham số bán kính, nhấn vô một trong những vòng tròn này, vòng nào cũng được hết á, click chọn một cái thôi, gán cái, mặc định nó đang là radius 727, đây nó có xuất hiện đây liền, mình nhìn trong cái cửa sổ parameter manager nè, nhấp vô, nó đang là 727, giờ giả sử mình chỉnh nó còn 400 đi, bán kính còn 400, enter, nó bạn thấy nó thay đổi đồng loạt luôn, giả sử có 100 vòng tròn cũng thay đổi theo, nó giữ yên cái tâm đó, bạn fix cái tâm lại, thì rất là hay. Cho nên mình trong cái hệ này nè, đây gọi là cái tham số mình thay đổi, có một cái bảng các bạn thay đổi ở đây. Cái iteration này các bạn có thể nhập cả một biểu thức, dù thay vì để ra được cái giá trị 15.000 này, để ra được giá trị này mình phải làm một bài toán, ví dụ như 5 nhân cho 20.000 chẳng hạn, enter, đó thì nó lấy kết quả này nè, nó làm, lấy kết quả là nó thế vào đây nó làm thôi, được chưa các bạn? Này, nó lấy kết quả này nó thế vào đây nha. Bạn có thể nhập cả một cái expression, tức là một cái biểu thức vào đây, chứ không phải chỉ nhập giá trị đơn. Đó là cái mục expression. Cái tên này các bạn có thể thay đổi lại để cho mình dễ gọi nhớ. Thế một lát nữa các bạn nhiều tham số quá, bạn nhìn bạn không biết nó cạnh nào, cụ thể bạn đặt theo cái tên trên cái ứng dụng của cái chi tiết các bạn đang thiết kế. Bạn đặt cái tên cụ thể luôn. Thì mặc định nó đang là D1, D2, bạn có thể gõ lại. Ví dụ cái này là cạnh 1, giả sử cạnh số 1, rồi cạnh số 2. À, đặt tên không có khoảng trắng ha, đặt tên không có khoảng trắng, có khoảng trắng thì nó báo lỗi đó, vậy đó bạn cứ gán. Còn ở trên đây bạn muốn hiển thị, bạn muốn điều chỉnh cái phần hiển thị trên đây nè, rồi nhấn vào đây, chỗ này nó đang là bao nhiêu, tức chỉ hiển thị giá trị thôi. Bây giờ muốn hiển thị luôn cái phần nem và biểu thức luôn, rồi ok là bạn thấy nó có nem luôn không, này cạnh 1 nè, thì nhìn trên đây bạn chỉnh, bạn biết nó cạnh nào được không?
thì cái phần này thật ra nó ẩn, nó khuất, nó không có xuất hiện hiện khi các bạn in ra, chỉ có cái hình vẽ nó xuất hiện ra thôi để cho các bạn. Còn cái này tương tự, nhưng mà cái này nó thay đổi cái đường kính của vòng tròn. Còn cái này là convert, tức là nó convert dimensional to dimensional constraint, tức là nó biến một cái kích thước bình thường sang cái kích thước có ràng buộc, kích thước có ràng buộc ha, kích thước constraint nè. Đây ví dụ mình có nhập lệnh DLI đi, ghi kích thước thông thường. Đây kích thước thông thường. Bây giờ mình đây mình biến cái kích thước này thành dimensional constraint, nhấn vào đây chuyển cho nó enter cái đó thì nó chuyển thành constraint rồi đó. Đó là tức là để mình tận dụng những cái đường kích thước có sẵn để mình tạo những cái dimensional constraint, kích thước ràng buộc. Còn ở đây nghĩa là gì đây? Số 2. Nếu bạn chọn vô chỗ này là nó bạn muốn ẩn cái gì đó trên đây thì bạn chọn cái này, chọn thủ công. Cái này hiện tất cả, cái này tắt hết, nó hiện tắt hết tất cả những cái đối tượng ở dimensional đi, còn hiện lại tất cả là số, được chưa các bạn? Còn cái này là delete constraint, tức là bên đây giả sử mình tạo những liên kết nè. Mình auto đi ha. Enter, đó mình auto. Hiện tại có rất là nhiều là nó liên kết rất là nhiều. Thì mình muốn xóa hết tất cả những cái constraint này bằng nhấn vào delete constraint nè, bôi chọn hết á. Enter cái thì nó xóa sạch tất cả những cái liên kết hình học đi, và nó xóa luôn tất cả những cái tham số đi luôn. Bây giờ các bạn xóa tất cả luôn, còn những mắc hết là nó trở về ban đầu. Rồi đó. Còn bên đây thì tương tự như vậy. Bên đây thì nó ẩn hiện cái đối tượng. Đây bên đây là các bạn nó ẩn hiện cái đối tượng liên kết. Này show nè, 2O nè, 2 thôi chứ nó không có mắc đâu. Show ra nè, nó đôi khi mình thấy nó rối quá mình có thể hide đi tất cả. Nhưng mà bạn click vào cho thấy nó hiện, click vào cho thấy hiện này trên nè. Đó, vừa rồi thằng Lê vừa giải thích cho các bạn hiểu được cái phần dimensional constraint cũng như là cái parameter manager quản lý các cái tham số này ở trong cái bảng này. Mình có thể điều chỉnh được các cái biểu thức này và điều chỉnh được cái tên. Ở video sau thì mình sẽ làm một cái ví dụ cụ thể để cho các bạn hiểu, có ứng dụng cụ thể để các bạn hiểu rõ hơn. Rồi, cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.